Vào hôm 23 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp ông Emmanuel Macron đã có một chuyến dạo quanh đường phố trên xe tự lái với mục đích kêu gọi tăng cường phát triển công nghệ xe tự lái tại Pháp. Đây là một phần trong chiến dịch chuyển động sinh thái của chính phủ Pháp. Hai chiếc xe tự lái mà ông Macron chạy thử là sản phẩm của PSA, một liên doanh giữa Peugeot và Citroën, chiếc còn lại thuộc về hãng sản xuất ô tô Renault. Những chiếc xe này vẫn cần người cầm lái để xử trí trong những tình huống nhất định, nhưng nhìn chung khi ổn định thì xe có thể tự điều hành. Hệ thống tự vận hành của dòng xe này cũng được thiết kế trên nguyên tắc tôn trọng và thích ứng với các quy định tham gia giao thông, chẳng hạn như tốc độ tối đa, biển báo, v.v. Với hệ thống các cảm biến, camera và đèn laser bắt tín hiệu, xe có thể tự tính toán được khoảng cách giữa nó với các phương tiện trước mặt. Những nguyên mẫu xe tự lái khác đang được phát triển bởi Google với chiếc Google Car hay chiếc Mercedes-Benz Intelligent Drive của hãng Mercedes. Hãng Daimler cũng đang phát triển một dòng xe tự lái riêng. Tại Pháp, hãng PSA và Renault cho biết họ sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống lái tự động, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn. Theo PSA, hai chiếc tự lái mang tên là Citroën C4 Picasso, giống như chiếc mà Bộ trưởng Macron đã lái, có thể chạy hơn 300 km mà không cần người lái điều khiển.